Chào các bạn, ở đây mình đang test bộ thiết bị bán hàng cho khách kinh doanh tạp hóa. Ở đây khách lấy một ngăn kéo đựng tiền 9 ngăn, một máy in hóa đơn nhỏ khổ 5,7 cm, một chiếc máy quét đa tia. Đấy, máy in hóa đơn này thì khi mà in xong thì ngăn kéo nó sẽ tự động bật ra mà không cần phải chìa khóa mở. Bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem. Đấy, hóa đơn in xong thì ngăn kéo sẽ tự động bật ra. Và đây là chiếc ngăn kéo có đủ 9 mệnh giá tiền, 5 ngăn bên trong và 4 ngăn bên ngoài. Đấy, sau khi xong thì các bạn chỉ cần đẩy nhẹ vào thôi. Còn nếu mở bằng chìa khóa thì các bạn xoay sang trái này, rút đó thì nó sẽ mở ra. Đấy, chìa khóa thì các bạn rút ra như này. Khi cần thì các bạn cắm vào xoay sang trái. Còn đây là chiếc máy quét đa tia. Đấy, bây giờ mình sẽ đọc thử cho các bạn xem. Đa tia thì phù hợp với lại mô hình minimart tạp hóa, cần quét tốc độ nhanh. Đấy, đa tia có nhiều tia chồng chéo nhau, dơ ngang dơ dọc thì đều quét được. Đấy, các bạn nào mà cần thiết bị bán hàng có thể liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và công nghệ Thủy Lâm, website là thiết bị siêu thị.bz. Đấy, ở trong đây mình có đăng các thông tin sản phẩm của bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.